Chúa đã đóng ấn tín trên cuộc đời con, dấu ấn đầu đời cho con làm Kitô hữu, dấu ấn tình yêu trong cuộc đời thánh hiến, dấu ấn không phai của hồng ân linh mục, tặng vật Chúa ban vô biên vô tận. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta quy tụ về đây trong niềm hân hoan lớn lao của đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước để tham dự thánh lễ trao tác vụ linh mục cho hai thầy: thầy Maria Tito Nguyễn Văn Xuân, thầy Maria Vinh Sơn Vũ Dũng. Bằng việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, Đức Giám Mục sẽ thông ban cho các tiến chức, chức tư tế thừa tác, để các tiến chức nên cộng sự viên chia sẻ các với giám mục sứ mạng tông đồ trong vườn nho của giáo phận và giáo hội. Nhờ việc đặt tay, các tiến chức thực sự được thông dự vào chính sứ mạng của Đức Kitô đã thông ban cho giáo hội từ mầu nhiệm vượt qua của Người, để từ đó các tiến chức trở thành những nhân chứng của Đức Kitô phục sinh, không những bằng lời nói, bằng việc cử hành các bí tích, mà bằng chính cả cuộc đời của các tiến chức khi dám bước theo con đường thập giá, con đường mà Thầy Giê-xu đã chọn để đi đến vinh quang phục sinh. Nên một với Đức Kitô trong cuộc đời và sứ mạng là cốt lõi của lời cam kết trong bí tích truyền chức thánh mà các tiến chức sắp lãnh nhận. Họ cần trở nên người tôi tớ chân chính của Chúa và Hội Thánh, nhiệt thành phục vụ dân Chúa cách vô vị lợi, trong hiền lành và khiêm nhường. Tuy nhiên, con người của các tiến chức vẫn chỉ là những bình sành dễ vỡ. Nếu không có ơn Chúa nâng đỡ, cùng với sự kiên tâm rèn luyện, họ không thể đạt tới đỉnh cao của lời cam kết này. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Chúa ban cho thế giới, cho giáo hội và cho mỗi người chúng ta, cách riêng cho đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước chúng con. Thật là ý nghĩa khi hồng ân đó được Thiên Chúa thương ban tuyển chọn hai tiến chức hôm nay. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hiệp thông huynh đệ, kính mời cộng đoàn đứng hướng về cuối nhà thờ đón đoàn đồng tế và cất lời ca nhập lễ.
Lời con, ôi uy linh một lời con tuyên phán, là thứ tha muôn tội phạm chân, là Chúa ban ân lộc đầy tràn. Bánh rượu đây sẽ trở nên màu thịt con Chúa tự nhân. Chưa bao giờ có ai dám nghĩ rằng những sự này, và ngay cả một ngày tháng giờ đây chúng ta sắp cử hành, cộng đoàn chúng ta cũng phải phận tâm cũng như xin Chúa tha thứ cái giờ phút này mỗi người chúng ta sẵn sàng để đón nhận tình yêu và tình sự của Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Chúa dùng thừa tác của linh mục để hướng dẫn dân chúa. Xin cho các phó tế hôm nay Chúa thương tuyển chọn lên chức linh mục, luôn thành tâm tuân phục thánh ý Chúa, để các thầy dùng thừa tác vụ và đời sống tôn vinh danh Chúa trong Đức Kitô, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: ôi, lại Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Đó là lời Chúa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Ngõ cùng Chúa thương tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bề dưới chân.
Chúa này Ngài phán quyết, con hãy nắm quyền uy. Đây lúc đăng quang uy linh rạng ngời, lúc hừng đông chưa dậy, sâu kín từ lòng Cha đã sinh con. Con là thương yêu Chúa một lần đã hứa muôn đời chẳng đổi thay. Cho tôi thiên thu con đây thực là thượng tế muôn đời theo đúng phẩm trần men kia sẽ đến. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, anh em hãy sống chừng mực và tiết độ để có thể cầu nguyện được. Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng: Anh em biết, thụ lệnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Nghi thức phong chức linh mục. Giờ đây là nghi thức phong chức linh mục. Nghi thức gồm 3 phần. 1. Các nghi thức chuẩn bị. 2. Nghi thức chính yếu. 3. Các nghi thức dần giải. Trân trọng kính mời Đức Giám mục tiến đến ghế phía trước bàn thờ. Phần 1. Các nghi thức chuẩn bị. 1. Tuyển chọn các ứng viên. Khởi đầu nghi thức là việc tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục. Qua đó, chúng ta thấy việc tiến lên chức thánh không chỉ do thiện ý của từng cá nhân, nhưng trước hết do Thiên Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Đức Giám mục. Sau lời tuyển chọn chính thức của Đức Giám mục, xin tất cả cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa và biểu lộ niềm vui và sự đồng thuận bằng một tràng vỗ tay. Thầy Phó Tế sẽ xướng tên các ứng viên tiến chức. Kính mời Thầy. Xin mời các thầy sắp thủ phong linh mục tiến lên. Thầy Maria Tito Nguyễn Văn Xuân. Thầy Maria Vinh Sơn Vũ Dùng. Kính mời Đức Viện Phụ. Kính thưa Cha, Hội Thánh là mẹ chúng ta, xin Cha phong chức linh mục cho những anh em này. Cha có biết những thầy này xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến cộng đoàn và theo ý những người hữu trách biểu quyết, con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa và của Đức Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em này lên hàng linh mục. Hai, Đức Giám mục huấn dụ cộng đoàn và các tiến chức. Xin mời các ứng viên quỳ. Hôm nay, cộng đoàn chúng ta tham dự nghi thức truyền chức linh mục cho hai thầy đây. Và trong truyền thống của Hội Thánh, trong ngày trao ban thánh chức và tác vụ linh mục, Hội Thánh trước khi ngỏ lời với các tiến chức vẫn luôn muốn mời gọi cả cộng đoàn. Ở đây, trước tiên có các ông bà cố và gia đình thân tộc, có cộng đoàn, hội dòng và chắc chắn tất cả những người thân quen có mặt. Hội Thánh muốn cho chúng ta mỗi lần tham dự nghi lễ truyền chức, chúng ta không chỉ nhìn ở ngoài để thấy được những người như thế được tôn vinh,
nhưng muốn cho tất cả chúng ta cùng trong niềm vui, nhưng luôn là một lời cầu nguyện. Vì hôm nay không phải chủ yếu là có những người được thăng chức, nhưng chủ yếu là hội thánh, cộng đoàn có thêm những người phục vụ, phục vụ như lời Chúa đã nói với chúng ta, thêm những người để làm cho danh Chúa được hiện sáng, thêm những người không phải để ngồi trên ngồi trước, không phải để mang một chức vụ hay một điều gì cao sang, nhưng là để khiêm tốn nhận lãnh tác vụ, phục vụ mọi người. Thế nên cùng trong niềm vui, công đoàn chúng ta cũng cầu nguyện, và những ai cùng cộng tác với các thầy sẽ luôn giúp cho các thầy thể hiện được và thực hiện được ơn gọi phục vụ ngày càng trọn vẹn hơn. Và với các thầy, hôm nay khi mọi người chia sẻ, người ta vẫn gọi là niềm vui, nhưng đúng hơn là trách nhiệm. Bởi việc tiến chức, việc lãnh nhận chức thánh, chúng ta như thấy trong phụng vụ lời Chúa vừa qua, cho chúng ta nhận ra được không phải là chuyện của con người, nhưng luôn luôn nó là một sự trao đổi, hay đúng hơn trao ban từ Thiên Chúa, và lời đáp trả cũng như sự đón nhận của con người. Mà cũng không phải chỉ là của thời gian, nhưng như bài đọc một chúng ta nghe, trước khi lọt lòng mẹ, Chúa đã gọi, Chúa đã nhìn. Rồi tới một lúc nào đó, con người mới nói lời đáp trả. Chính trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người trong thánh chức linh mục, chúng ta nhận ra đây nó là cả một trách nhiệm, một trách nhiệm suốt cả đời chúng ta, một trách nhiệm để đáp lại tình yêu Chúa thương chúng ta từ lúc chúng ta chưa biết yêu mến Ngài. Trách nhiệm của những người được Chúa tin tưởng ủy thác cho một tác vụ đặc biệt, dù như các thầy trong cộng đoàn dòng tu, sinh hoạt mục vụ có thể không nhiều, nhưng từ nay các thầy phải lãnh nhận tác vụ để giúp cho cộng đoàn ngày càng được thánh hóa, ngày càng hiểu biết về Chúa và ngày càng sống cuộc sống trong hội thánh trọn vẹn hơn. Trong trách nhiệm đó, các thầy, chúng ta không bỏ qua cái niềm vui, bởi trong ơn Chúa, trong tình yêu của Ngài, chúng ta được quyền vui, nhưng chúng ta không được phép quên trách nhiệm. Vì thế hôm nay khi tham dự nghi thức phong chức, và nhất là hai thầy khi lãnh nhận hồng ân và tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa trao ban tất cả cộng đoàn chúng ta, xin dâng các thầy cùng với các thầy cầu nguyện để rồi ơn Chúa trao ban tất cả chúng ta sẽ thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, như lời Thánh Phaolô nhắc nhở mỗi người phải dùng ơn Chúa ban để phục vụ cộng đoàn, để phục vụ hội thánh, và trong toàn thể hội thánh, trong nhiệm thể Đức Kitô, anh chị em trong các đan vị, trách nhiệm của các đan sĩ ngoài lao động cho cộng đoàn còn có cầu nguyện cho hội thánh. Đó chính là điều mỗi người chúng ta phải thực hiện
công tác ở bên ngoài chúng ta không nhiều, nhưng lời cầu nguyện tất cả hội thánh và như ở đây trong cộng đoàn giáo phận luôn cậy nhờ vào lời cầu nguyện của các đăng sĩ. Xin Chúa dùng chính sức mạnh thiêng liêng để giúp cho cộng đoàn giáo hội giáo phận được thăng tiến. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện và giờ phút này với tất cả tâm tình yêu mến, tạ ơn và thành tâm cầu nguyện, chúng ta cùng tham dự các nghi thức phong chức linh mục. Xin mời các ứng viên đến đứng trước mặt Đức Giám mục. Ba, lời hứa của các ứng viên. Giờ đây, trước khi lãnh nhận chức thánh, các ứng viên phải công khai nói lên quyết tâm của mình trước những nhiệm vụ sắp được trao phó. Những lời thưa con muốn của các tiến chức trước cộng đoàn lúc này như mang tròn xác quyết đoan thề của Thánh Phêrô: lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Các con rất thân mến. Trước khi lãnh nhận chức linh mục, các con phải tuyên bố trước mặt dân chúng quyết tâm của các con về nhiệm vụ sắp lãnh nhận. Vậy, các con có muốn không ngừng chu toàn nhiệm vụ tư tế ở bậc linh mục như những cộng sự viên của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn Thiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng tin mừng và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Chúa Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa cộng đoàn Kitô hữu theo truyền thống của hội thánh, nhất là qua hy lễ thánh thể và bí tích giao hòa không? Các con có muốn cùng với chúng tôi vâng lệnh Chúa truyền không ngừng cầu nguyện để nài xin lòng thương xót Chúa cho đoàn dân đã được trao phó cho các con không? Các con có muốn ngày càng liên kết mật thiết hơn với Đức Kitô Thượng Tế, Đấng đã từ hiến mình cho Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta và cùng người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? 4. Lời hứa vâng phục. Đôi tay tiến chức chắp lại trong đôi tay của Đức Giám mục, biểu tượng sống động vừa làm nên sự mạnh mẽ của lời thề vâng phục, vừa như dạt dào tin yêu phó thác đời mình trong tay mẹ giáo hội bằng chính việc sống trọn lời thề này. Giờ đây, từng ứng viên chức linh mục tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám mục, hai tay chắp lại đặt trong tay Ngài để được thẩm vấn. Còn có hứa tôn trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Amen. Con có hứa tôn trọng và vâng phục giám mục giáo phận và bề trên hợp pháp của con không? Thưa con hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Amen. Năm, kinh cầu các thánh. Nhận biết phần người yếu hèn, nên giờ đây cộng đoàn khẩn xin sự cầu bầu của mẹ Maria và các thánh, để khi được đổ đầy ơn Chúa, các tiến chức có thể chu toàn sứ mạng cao cả, nhưng rất cam go sắp lãnh nhận. Đây cũng là dấu chỉ diễn tả mầu nhiệm các thánh cùng thông công trong cử hành phụng vụ này. Xin kính mời cộng đoàn đứng, mời các tiến chức phủ phục. Anh chị em rất thân mến, giờ đây chúng ta hãy cùng sốt sắng cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng
tuôn tràn ân sủng trên những người Chúa chọn lên chức linh mục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria đừng mẹ Chúa Trời. Thánh Mỹ ca cảm thánh thiên thần của Thiên Chúa. Thánh Du Xe Thánh Gió An Thầy Già. Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô. Thánh Tí-tô. Thánh Nữ Maria Madalena. Thánh Stephano. Thánh Lorenzo. Thánh Basilio và Bartolomeo. Thánh Agustino. Thánh Benedicto. Thánh Bernardo. Các thánh tổ phụ dòng chúng con. Thánh Phan Cô và Dominico. Thánh Ignacio, Thánh Loyola. Thánh Phan Cô Xavier. Thánh Vinh Sơn. Thánh Nữ Scholastica. Thánh Nữ Catarina, Thánh Siena. Thánh Nữ Teresa, Thánh Avila. Thánh Nữ Teresa hài đồng Giêsu. Thánh Phan Cô Salesio. Thánh Mang Tino. Các thánh từ đạo Việt Nam. Các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Xin Chúa tỏ lòng khoan nhân.
khỏi mọi sự gì. Khỏi phạm tội lỗi. Vì mầu nhiệm Chúa làm người, vì Chúa chịu chết và sống lại, vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con là kẻ có tội, xin Chúa nghe lời chúng con, xin Chúa đoái thương cai trị cùng gìn giữ hội thánh. Xin Chúa đoái thương gìn giữ đứng thánh cha Phanxicô cùng các phẩm trần hội thánh trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa đoái thương bảo vệ và gia tăng đức ái Chúa Kitô và tinh thần đấng sáng lập dòng trong các gia đình hội dòng đã tận hiến cho Chúa. Xin Chúa đoái thương cho hết thảy những ai đã khấn giữ các lời khuyên phúc âm, được tin cực cộng tác vào công cuộc cứu thế. Xin Chúa đoái thương chúc lành thánh hoa và thánh hiền các tiên chức này. Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ, thân nhân và ân nhân các tiên chức này được đầy tràn ân phúc bởi trời, vì họ đã dâng con làm của lễ cho Chúa. Lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin nghe lời chúng con. Con Thiên Chúa hằng sống, xin nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin nhận lời chúng con cầu nguyện. Xin tuôn đổ trên các tôi tớ Chúa đây phúc lành của Thánh Thần và ân sủng của Thánh Chức Linh Mục, để những người đã được thánh hiến cho Chúa luôn mãi được Chúa thương ban ân phúc tràn đầy. Chúng con cầu xin
nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phần 2, nghi thức phong chức. Trong nghi thức phong chức, hai yếu tố thiết yếu làm thành bí tích là việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Giờ đây, Đức Giám Mục và các linh mục thinh lặng đặt tay trên đầu các tiến chức. Từ truyền thống do Thái giáo, việc đặt tay được tiếp nối trong phụng vụ Kitô giáo, mang dấu chỉ tuyển chọn và thông ban thánh thần, để tiến chức được thông dự vào những tác vụ thánh trong hội thánh. Kính mời các tiến chức linh mục tiến lên quỳ trước mặt Đức Giám Mục. Cùng với Đức Giám Mục, các linh mục cùng đặt tay trên các tiến chức như dấu chỉ đón nhận các tiến chức vào hàng linh mục đoàn. Thank you.
Hai, lời nguyện phong chức. Lời nguyện phong chức đây vừa là lời khấn xin, vừa là lời xác định ý nghĩa của việc đặt tay và tác vụ được trao. Nhờ việc đặt tay và lời nguyện phong chức, các tiến chức sẽ được trao ban thánh thần, để các tiến chức nên giống Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm, nên người rao giảng tin mừng, dẫn dắt các tín hữu và cử hành phụng vụ thánh như các tư tế đích thực của tân ước. Kính mời cộng đoàn đứng thinh lặng hiệp ý cầu nguyện cùng với Đức Giám mục cho các tiến chức. Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa thiết lập phẩm giá con người và trao ban ân sủng. Nhờ Cha muôn loài được phát triển và vạn vật được duy trì, để hình thành dân tư tế, Cha dùng quyền năng Chúa thánh thần xếp đặt các thừa tác viên của Đức Kitô con Cha vào những phẩm hàm khác nhau trong cùng một chức thánh. Ngay từ thời cựu ước, nhiều chức vụ đã được thiết lập để cử hành những nghi lễ thánh thiêng, như khi đặt ông Môi-se và ông A-a-rôn cai quản và thánh hóa dân Israel. Cha đã chọn những người ở cấp bậc thấp hơn để công tác và giúp đỡ các ông. Trong hoang địa, Cha đã lấy thần trí của ông Môi-se mà phân phát cho 70 người khôn ngoan để trợ giúp ông điều hành dân Chúa cách dễ dàng hơn. Cùng thế, Cha đã thông ban chức vụ sung mãn của A-a-rôn cho con cháu ông, để hàng tư tế có đủ người dân hy lễ nơi nhà tam, là hình ảnh tượng trưng cho nghi lễ mới của tân ương. Và lạy Cha chi thánh, khi thời gian viên mãn, Cha đã sai con Cha là Đức Giêsu đến với trần gian. Người là đấng thiên sai và là thượng tế của chúng con. Nhờ Chúa thánh thần, người dâng lên Cha chính mình làm hiến lễ tín tuyền và cho các tông đồ tham dự vào sứ vụ của người. Sau khi đã được tác thánh trong chân lý, Cha cùng ban cho các tông đồ những công sự viên để loan báo và thực hiện công trình cứu độ trên khắp trần gian. Giờ đây lạy Cha, xin thương ban cho con người hèn kém của chúng con những trợ ta cần thiết, phù giúp chúng con chu toàn phần vụ tư tế tông truyền. Lạy Cha toàn năng, chúng con nài xin Cha ban chức linh mục cho các tôi tớ Cha đây. Xin Cha lại tuôn ban thần trí thanh hoa vào tâm hồn các thầy, cho các thầy nhận lãnh chức vụ nhi phẩm từ nơi Cha, và để các thầy nỗ lực cải thiện phong hoa thế gian bằng chính mẫu gương đời sống của các thầy. Xin cho các thầy nên những công sự viên tốt lành của hàng giám mục chúng con, để nhờ ơn Chúa thánh thần, lời tin mừng do các thầy rao giảng xin hoa kết quả nơi tâm hồn mọi người và lan rộng đến tận cùng trái đất. Xin cho các tôi tớ Cha đây cùng với chúng con trở nên những người trung thành ban phát các nhiệm tích thánh, để đoàn dân Cha được canh tân nhờ phép rửa tay sinh, được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thánh, để tội nhân được giao hòa với Cha và các bệnh nhân được ơn nâng đỡ. Lạy Cha, xin cho các tôi tớ Cha đây luôn liên kết với Cha để khẩn cầu lòng Cha xót thương cho đoàn dân được Cha trao phó và cho toàn thể thế giới. Như vậy,
tất cả muôn dân được quy tụ trong Chúa Kitô sẽ trở thành một đoàn dân duy nhất và được nên thành toàn trong nước Cha. Chúng con cầu xin nhờ được Giêsu Kitô con Cha Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển tri cùng Cha, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Kính mời cộng đoàn ngồi, mời các tân chức đứng. Phần 3, các nghi thức dần giải. Nghi thức dần giải gồm mặc phẩm phục, sức dầu bàn tay, trao bánh rượu và trao hôn bình an. Các nghi thức này vừa làm tròn ý nghĩa, vừa làm rõ sứ mạng của chức tư tế thừa tác mà những anh em chúng ta vừa lãnh nhận. Một, mặc phẩm phục. Các tân chức lãnh nhận tác vụ thánh trong giáo hội và thi hành giữa cộng đoàn là nhờ ơn ban của Thánh Thần. Nhưng nhờ phẩm phục mà tác vụ linh mục thi hành trong phục vụ sẽ được tỏ ra cả bên ngoài. Các ông bà cố dâng tặng phẩm phục linh mục diễn tả sự đóng góp lớn lao của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng ơn gọi của con cái. Những giọt mồ hôi, những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện là những sợi chỉ nhỏ đầy yêu thương qua bao năm tháng dệt nên tấm áo có mặc trong ngày hôm nay. Kính mời các ông bà cố dâng lễ phục. Mời các tân linh mục nhận lễ phục từ các ông bà cố. Kính mời Đức Viện Phụ và Cha Viện Phó tiến ra giúp các tân chức mặc lễ phục. Hai, sức dầu bàn tay. Việc sức dầu bàn tay biểu thị cho việc tham dự đặc biệt vào chức tư tế của Đức Kitô, làm người linh mục nên đồng hình đồng dạng bằng một tước hiệu mới và loại biệt với Đức Kitô là đầu và mục tử. Được thánh hiến nhờ việc đặt tay và cầu nguyện của Đức Giám Mục, việc sức dầu bàn tay chỉ là một nghi thức tùy phụ, nhưng lại dầu biểu tượng để làm tròn ý nghĩa và hiệu quả của bí tích này. Từng tân linh mục tiến đến quỳ trước mặt Đức Giám Mục để được sức dầu lòng bàn tay. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng được Chúa Cha sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và dân hy lễ cho Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô đấng đã được Chúa Cha sức dầu bằng Thánh Thần và sức mạnh gìn giữ con để con thánh hóa dân Kitô giáo và dân hy lễ cho Thiên Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và hôn chúc bình an. Việc Đức Giám Mục trao chén thánh có bánh và rượu trong tay các tân linh mục, tỏ bày nhiệm vụ chủ sự cử hành thánh thể với lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa, mời gọi các tân linh mục nên một với đấng chịu đóng đinh bằng cả tâm tình và cuộc sống. Từng tân linh mục tiến lên quỳ trước Đức Giám Mục để nhận chén thánh. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh để dâng cho Thiên Chúa. Hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con cử hành và rập mẫu đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá Chúa. Con hãy nhận lễ vật của dân thánh để dâng cho Thiên Chúa. Hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con cử hành và rập mẫu đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá Chúa. Giờ đây xin kính mời các linh mục cùng trao hôn bình an cho các tân chức. Việc các linh mục trao hôn bình an cho các tân linh mục như muốn nói lên niềm vui được đón nhận các người anh em tân chức vào hàng linh mục đoàn, từ đây chia sẻ cho nhau nguồn ân thánh và sứ vụ tông đồ trong vườn nho của giáo phận và giáo hội. Thank you.
Nghi thức phong chức đến đây kết thúc. Giờ đây chúng ta bước vào phần phục vụ thánh thể, cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Cũng trong phần này, các tân linh mục lần đầu tiên thi hành tác vụ của mình khi đồng tế với Đức Giám mục và linh mục đoàn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chứng nhân. Lạy Chúa, Chúa muốn các linh mục phục vụ bản thân và đoàn dân Chúa. Nhờ sức mạnh của hy lễ này, xin cho các linh mục của Chúa đây luôn thi hành tác vụ cách đẹp lòng Chúa và mang lại kết quả vững bền trong hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng việc sức dầu thánh thần đặt con Chúa làm thượng tế của giao ước mới và vĩnh cửu, đã an bài cách kỳ diệu để chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho đoàn dân người chọn làm sơ, nhưng còn lấy tình bác ai yêu thương tuyển chọn một số người cho tham dự vào sứ vụ thánh của người qua việc đặt tay. Nhân danh người, họ tay diện hy lê cứu chuộc nhân loại, dọn cho con cái Chúa bữa tiệc vượt qua, dân dắt đoàn dân Chúa bằng đức ai, nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bổ sức cho đoàn dân thanh bằng các bi tín. Khi hiến dâng cuộc đời cho Chúa và vì phần rỗi anh chị em, họ nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trung kiên làm chứng cho niềm tin và lòng mến. Vì thế lạy Chúa, cùng với toàn thể các thánh, chúng con đồng thanh ca tụng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đáng ngạo mình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa Cơ Thế, Chúa đã dùng thánh sao và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh sống đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện dâng Cha cả sao, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an,
nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dương, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đặng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa như vậy, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn có sẽ.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa. Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa. Con sẽ là bí tinh linh thiêng. Con một người hiến tế hy sinh. Con đẹp lời giáo huấn cho ban lời chân lý đến cho muôn chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho hy lê chúng con vừa dâng tiên và lãnh nhân ban sức sống cho các linh mục và toàn thể đoàn dân Chúa, để khi được liên kết với Chúa bằng tình yêu vững bền, chúng con luôn nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính mời Đức Viện Phụ đại diện Đan Viện và gia đình các tân chức có đôi lời cảm ơn Đức Giám Mục và Cộng đoàn. Kính mời Cộng đoàn ngồi. Trọng kính Đức Cha Emmanuel, kính thưa Cha Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết, kính thưa Viện phụ Dominico, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em. Hồng ân nối tiếp hồng ân, năm nay Hội dòng Sito Thánh gia mừng kỷ niệm 100 năm thành lập. Riêng Đan viện Thiên Phước chúng con kỷ niệm 50 năm hiện diện trên đất mẹ Bạch Dâu. Vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, khi Viện phụ Doan Vương Đình Lâm, lúc đó là Giám đốc Đệ tử Viện Phước Sơn, đưa các chú ra du xuân ở Bạch Dâu, Vũng Tàu. Không ngờ cuộc chiến làm kẹt cha con tại Bạch Dâu, thế là ý tưởng tìm đất lập cơ sở chớm nở trong đầu vị giám đốc trẻ. Thánh ý Chúa thật nhiệm màu, kể từ đó một cộng đoàn anh em Sito
vinh dự được hiện diện bên cạnh Đức Mẹ Bà Dâu. Cùng trong năm hồng phúc này, cộng đoàn chúng con được diễm phúc có thêm hai tân linh mục. Chúng con xem đây là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa để khích lệ và mời gọi chúng con vững bước trong đời sống thánh hiến. Thưa Đức Cha, hôm nay Đức Cha đến hiệp ý tạ ơn và phong chức cho hai anh em đan viện chúng con. Chúng con xin cảm ơn và hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha trong sứ vụ mục tử. Chúng con luôn tỏ tình liên đới với giáo phận. Chúng con xin quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể ân nhân, thân nhân hiệp ý tạ ơn Chúa với đan viện chúng con dịp năm hồng phúc và trong ngày lễ phong chức hôm nay. Hiệp thông giữa đan viện với gia đình ông bà cố cùng quý bà con dòng tộc của các anh em tân chức. Chúng con xin gia đình cầu nguyện để anh em chúng con sống và phục vụ theo gương Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em đã đến chia sẻ hiệp thông với đan viện chúng con. Xin cảm ơn những anh em ban tổ chức chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, đặc biệt ban âm thanh, ban ẩm thực và những ai đã nỗ lực đóng góp cho ngày lễ hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn đến chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức ngày lễ hôm nay. Để biểu lộ tấm lòng kính mến, chúng con xin lên dâng lên Đức Cha lặng hoa như dấu chỉ biết ơn của cộng đoàn chúng con. Xin mời Đức Cha. Kính thưa Đức Cha, nếu có thể được, xin Đức Cha ban huấn từ cho các tân linh mục và cộng đoàn. Nói thì có thể được thôi chứ không có gì mà không có thể. Nhưng mà chỉ là không phải là huấn từ hay gì cả. Thôi thì chỉ là để thay lời cho những ai mà hôm nay không gặp được hai cha mới để chúc mừng trực tiếp, thì tôi thay lời để mừng hai cha, mừng hai gia đình, những người thân quen của hai cha mới. Chúc mừng. Rồi sẵn dịp này thì có các cha mới, tức là thêm người ở đan viện đây, thì trước tiên là tôi cũng xin về phía giáo phận thì xin các đan viện nam cũng như nữ ở trong giáo phận Bà Rịa này, là như vậy là đã có hai đan viện nam, hai đan viện nữ và một đan viện lại sắp sửa có thành lập ở Hòa Thượng. Thế thì chỉ xin là cầu nguyện nhiều hơn. Lao động thì thoải mái, nhưng mà cầu nguyện thì nhớ cầu nguyện thêm cho giáo phận. Rồi riêng ở Bảy Dâu đây thêm được hai cha, thì như hồi nãy Đức Viện Phụ có nhắc tới là Chúa Quan Phòng đã đặt đan viện Thiều Phước ở đây bên đài Đức Mẹ trên vùng đất trung tâm hành hương Bảy Dâu. Thế thì xin Viện Phụ cứ ủng hộ cho việc giải tội cho các khách hành hương khi trong những dịp lễ lớn có anh em, thì chắc chắn đó cũng là một trong những cộng tác, một những trong những cái hỗ trợ cho bên sinh hoạt mục vụ của giáo phận. Vâng, xin cảm ơn trước đó. Và giờ đây chúng ta cùng xin Chúa chúc lành qua hồng ân các thầy lãnh nhận. Chúng ta cũng xin Chúa
cho chúng ta dự phần vào lời chúc phúc mà hôm nay các thầy nhận tràn đầy, còn mỗi người chúng ta cũng xin được Chúa đoái thương. Chúa ở cùng anh chị em, hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa là đấng thiết lập và lãnh đạo hội thánh luôn ban ơn sủng bảo vệ các con, để các con trung thành thi hành chức vụ tư tế. Xin Thiên Chúa giúp cho các con trở nên những người phục vụ và làm chứng cho tình yêu và chân lý của Chúa nơi trần gian, đồng thời là thừa tác viên trung tín của bí tích giáo hòa. Xin Thiên Chúa làm cho các con nên những mục tử đích thực, ân cần cung cấp bánh trường sinh và lời ban sự sống cho các tín hữu, giúp mọi người ngày càng hợp nhất trong nhiệm thể Chúa Kitô. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên tất cả anh chị em. Bây giờ các tân linh mục ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Sau bài hát kết lễ, xin Đức Cha và quý cha đồng tế nán lại nơi cung thánh ít phút để cùng với các tân chức chụp ảnh lưu niệm. Sau thánh lễ, gia đình đan viện chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân nhân thân nhân, bạn hữu cùng toàn thể cộng đoàn chung vui trong bữa cơm đơn sơ thanh đạm với chúng con. Xin cảm ơn cộng đoàn. Thank you.
Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, rớt chia buồn vui, ui an phù du. Dẫu con là tội tơ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa tràn trề. Tìm con nhỏ